Chiều ngày 1 tháng 4, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S. Theo đó, từ sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại trung tâm đăng kiểm 5001S nằm ở lô số 13 đường số 7, khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người ra vào đều được giám sát kiểm tra kỹ lưỡng. Toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa. Nhiều phương tiện đến đăng kiểm đều được lực lượng chức năng hướng dẫn sang trung tâm khác. Hơn 14 giờ cùng ngày, công an vẫn đang khám xét bên trong trung tâm đăng kiểm này. Công an cho biết, việc khám xét là quá trình điều tra mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Ngày 1 tháng 4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc nghi can Giang Jong-gu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận, giết hại chị M, nhân viên kế toán của công ty, cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Giang Jong-gu từ tỉnh Gia Lai về tới Bình Dương và thực hiện lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến chị M tử vong. Sáng cùng ngày, người dân trên địa bàn phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên phát hiện chiếc xe bán tải mà nghi can sử dụng trong quá trình lẩn trốn đang đậu tại vườn cao su, cách hiện trường khoảng 10 km, nên đã trình báo cơ quan công an. Trước đó, ngày 29 tháng 3, đồng nghiệp phát hiện chị M tử vong với vết cắt trên cổ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận nên trình báo cơ quan công an. Qua xác minh và ghi nhận từ camera công ty, ông Giang Jong-gu bị tình nghi liên quan đến vụ án mạng trên. Chiều ngày 1 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thông báo về việc tìm thân nhân cho cháu bé khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi. Theo đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, người dân phát hiện trước số nhà 09 Trường Chinh, tổ dân phố 7 thị trấn Quảng Phú, có một bé trai sơ sinh được khoảng 7 ngày tuổi, cuốn rốn chưa rụng, cân nặng 3 kg. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu bé tốt đang được người dân và đại diện các cơ quan ban ngành thay nhau chăm sóc. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Erang, huyện Ehleu, tỉnh Đắk Lắk cũng có thông báo tìm thân nhân cho cháu bé trai khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại buôn Lê Bê, xã Erang. Người dân đã phát hiện cháu bé được để trong túi xách màu trắng đặt trong bụi cây vào chiều ngày 25 tháng 3. Thời điểm phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn và bánh nhau, nặng 2,5 kg. Hiện cơ quan chức năng đang tìm người thân để nhận lại hai bé sơ sinh trên. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định chuyển giao 10 nhà đất công sản với diện tích hơn 7.100 m² cho các quận huyện quản lý và sử dụng. 10 cơ sở nhà đất này sau khi chuyển giao cho các quận huyện quản lý sẽ được chuyển đổi công năng làm các công trình phục vụ cộng đồng như trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc. Nhà đất số 90/4 Trần Phú, phường Hải Châu 1 sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng làm trung tâm văn hóa phường Hải Châu 1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật số 103 Hùng Vương sẽ được sử dụng làm trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu 1. Nhà đất số 110 Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu 2 sẽ được chuyển đổi công năng làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Bệnh viện Y học Cổ truyền cơ sở 2, số 342 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận sẽ được giao cho địa phương xây dựng trường mầm non. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp nhận cơ sở số 527 Lê Văn Hiến để làm trung tâm trưng bày, quảng bá du lịch quận Ngũ Hành Sơn. Có mặt tại công trường xây dựng sân bay Long Thành vào ngày 31 tháng 3, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận có khoảng 1.800 máy ủi, máy xúc, xe tải tập trung vận chuyển đất sang nền, đắp đất để tạo mặt bằng sân bay. Việc thi công cả ngày đêm trên diện tích rộng 2.500 ha đã gây nên tình trạng bụi đỏ mù mịt, lan ra cả huyện Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa. Cách công trường xây dựng sân bay Long Thành hơn 1 km, căn nhà của gia đình ông Trần Văn Lộc ở ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành vừa mới xây xong, sơn màu xanh nhưng đã chuyển thành đỏ do bị phủ bởi lớp bụi. Bà Phạm Thị Hà bán thực phẩm tươi sống ở ấp 9, xã Bình Sơn, huyện Long Thành cho biết, dù che chắn tủ hàng bằng nhiều lớp ni lông, nhưng khi có gió lớn, bụi vẫn lọt vào trong. Để tránh bụi bám, 2 tuần qua, tôi dời quầy thực phẩm vào sâu trong nhà. Kết quả là mua bán ế ẩm hơn, khách không đến mua nhiều như trước. Bụi đỏ đã làm thu nhập của gia đình tôi bị giảm, cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, xáo trộn.
Đại diện ban quản lý dự án sân bay Long Thành thừa nhận, dù đã quán triệt các nhà thầu thực hiện đúng cam kết về môi trường, nhưng do khối lượng san lấp mặt bằng sân bay rất lớn nên khó ngăn chặn bụi phát tán. Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, khẳng định lượng bụi đất ở công trường sân bay Long Thành vô cùng lớn, phát tán ra khu vực xung quanh rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của người dân và các hoạt động xã hội khác. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài nguyên Môi trường đang kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ban quản lý dự án sân bay Long Thành. Chiều ngày 1 tháng 4, Thượng tá Ngô Văn Công, trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, vụ việc người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn, phát bóng bay dụ dỗ học sinh lên xe là hoàn toàn không có thật. Trước đó, ngày 31 tháng 3, Công an phường Hòa Khánh Nam và Công an quận Liên Chiểu nhận được thông tin có người lạ tới cổng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, báo tin cha mẹ gặp nạn, phát bóng bay dụ dỗ học sinh lên xe. Ngay khi nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh Nam phối hợp với lãnh đạo trường làm việc với phụ huynh học sinh lớp 4 được đề cập trong vụ việc. Đến ngày 1 tháng 4, sau khi vào cuộc xác minh, Công an phường Khánh Hòa Nam xác nhận hoàn toàn không có sự việc này. Cùng sự phối hợp với phụ huynh, học sinh lớp 4 trên đã thừa nhận là câu chuyện này do em bịa ra để gia đình lo lắng và có thể đến đón em đúng giờ tan trường. Ngày 1 tháng 4, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng vừa tham gia vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 287, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà để điều tra xử lý. Nhóm đối tượng gồm Triệu Văn Lập, 30 tuổi, Triệu Văn Nam, 26 tuổi, cùng quê tỉnh Cao Bằng, Hoàng Văn Trình, 34 tuổi, Dương Văn Thường, 35 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà và Mai Văn Sơn, 37 tuổi, ngụ xã Đạ Ca Nàng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng, là những người trực tiếp phá rừng tại lô B11, khoảnh 7, tiểu khu 287 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý thuộc địa giới hành chính xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 3, các đối tượng được một người tên Thắng gọi điện thuê đến khu vực trên, cưa hạ cây rừng với tiền công 350.000 đồng một ngày, bao ăn uống. Qua đo đạc, diện tích rừng bị phá là 8.300 m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 41,8 m3. Là rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất, tại đây nhiều cây lớn bị các đối tượng cưa hạ. Ngày 1 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 thuyền trưởng tàu cá ở xã Nghĩa An. Mỗi thuyền trưởng 25 triệu đồng về hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hành nghề trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá đối với các thuyền trưởng vi phạm trong thời gian 4,5 tháng. Kết quả điều tra cho thấy, quá trình khai thác hải sản, thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá này xảy ra sự cố mất kết nối với cơ quan chức năng trên 10 ngày. Tuy nhiên, thuyền trưởng không đưa tàu về bến để khắc phục mà tiếp tục đánh bắt cho đến khi kết thúc phiên biển. Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU. Và vào tháng 6 này, Ủy ban châu Âu EC sẽ tiến hành thanh tra tình trạng khai thác IUU lần thứ tư. Các địa phương đang ráo riết khắc phục tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của EC.